coi như là có duyên với cá nha, thì sẽ phóng sanh cho ngươi được tự do. Tại vì con cá này nó ấy à, dạ, nó không biết là nó sao ơi. À, đi đi đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái con sông. Con sông này bắt nguồn từ cái con sông Mekong chảy ngang thủ đô và đồng bên của Campuchia. Và hiện nay sau lưng của Bùi Hồ rất là nhiều người Việt Nam họ sinh sống với một cái nghề là đánh bắt trên cái con sông này. Và sau lưng của Bùi Hồ rất là nhiều cái chiếc ghe. Và theo được biết thì đây là chiếc ghe của những người Việt Nam họ sống và định sống và làm việc tại đây. Vì cái cuộc sống họ lên đên như thế này rất là nhiều nỗi vất vả, khó khăn nói chung của những người lớn và kể cả những em bé như thế này. Và để tìm hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ đến những cái chiếc ghe để tìm hiểu cái cuộc sống của họ như thế nào và vì sao họ lại có mặt nơi đây. Và đó là một trong những cái điều mà Bùi Hồ đến đất nước Campuchia muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về những cái điều này, cho cô bác quý anh chị hiểu thêm về cuộc sống của người Việt ha. Người Việt Nam ở Campuchia qua đây với số lượng khá là đông, như clip trước Bùi Hồ cũng đã có chia sẻ, phần lớn họ làm với cái nghề ngay tại chợ Chồm Hổm Campuchia cầu Sài Gòn, với lại một cái nghề buôn bán. Và những người dân nơi đây họ sống lên đên trên chiếc ghe như thế này với một cái nghề là đánh bắt. Ở Campuchia thì người Việt Nam tập trung sống theo một cái cộng đồng người Việt, họ phải ngược cái dòng sông Mekong trở về tỉnh Siem Reap ngay chỗ biển Hồ của cô bác quý anh chị. Ở đó rất là nhiều người đánh bắt cá trên sông. Vì ở đây với một cái số lượng cá như vậy bán được cái số tiền lớn hơn ở Việt Nam, họ phải sống ở trên này để mà mưu sinh, để sau này có một cái số vốn dư dả sẽ về Việt Nam sinh sống. Và bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị xuống đây ha, không nói nhiều nữa. Đây nè, ở đây có một cái chú này, người Việt à. Bùi Hồ sẽ đi xuống một cái xóm này ha. Đây là toàn người Việt hết à. Ở đây rất là nhiều kim tim, ống chích. Mọi người thường mắc nhau với Bùi Hồ rằng là các anh em đừng nên xuống khu vực này, cực kỳ nguy hiểm. Chào anh. Dạ chào anh. Anh người Việt Nam, anh là người Việt Nam hả? Anh ở Việt Nam. Anh ở đâu á? Anh ở đâu của Việt Nam? Anh ở tỉnh nào? Kiên Giang hả? Dạ. Anh qua đây lâu chưa? Bên đây cũng là người Việt Nam này luôn thì sao? Sống thành cụm như thế này nè cô bác quý anh chị. Anh sống ở đây làm nghề gì? Tôi làm nghề chà đà, chằn cá nè. Chằn cá ha. Người ta cho mình đậu xuồng ở đây hả anh? Hả? Người ta cho mình đậu xuồng ở đây hả? Ở đây người ta không cho đậu đâu. Ở đây mình bước nhà mình đậu xuống kia được. Anh ở Kiên Giang ở huyện nào? Ở An Giang. An Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Huyện An Phú. An Phú. Còn cô? Ở chị? Ở trong xã. Trung xã An Phú luôn. Xã An Phú. Huyện An Phú, xã Nhân Hội. Dạ. Nó kẹt ở đây 3 năm rồi. 3 năm rồi gì không được. Rồi anh làm cái nghề gì để hàng ngày anh sinh sống làm, ở đây? Sống làm cái nghề chài này. Nghề chài. Tháng này làm được. Hai ông bà đó. Tôi quay làm được. Ừ. Rồi làm được như vậy là đậu được cá, kiếm tiền ăn sống qua ngày. Ngày kiếm 50.000 vậy. Ở Việt Nam anh là dân tộc Khmer hả? À tôi dân tộc Islam, Chăm, người Chăm. Người Chăm. Dạ. À. Người Chăm ở ấp Ba Buôn Lớn, xã Nhân Hội, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang. Ừ. Rồi lên đây kẹt cũng biết 3 năm rồi không có tiền gì à. Ừ. Vậy là đậu ở đây nhờ sống trong một này thằng chừng nào mà người ta mở đường sống tôi mình gì à. Ta mở cửa rồi mà. Mình mở cửa mình không có tiền đóng chạy gì một hai nữa. Mình đóng nhiêu? Tiền cảm nghe, tiền cảm qua lại có. Có tiền cảm thôi, mình đi lâu quá mình cũng
sợ mà không có tiền bạc gì như vậy thì mình đâu có dám gì à. Đồ Gò đi về Đồ Gò bãi lưng cũng bệnh thì khác xã người gì không được. Như vậy là mỗi bữa làm ăn cũng nghe cá nè, làm bữa nào sống bữa nấy. Ừ. Cô anh cô với chú đi chắc cũng khá lớn tuổi. Dạ cũng năm mấy tuổi rồi. Sao mấy? Rồi cô với chú là có con cái gì không? Có không, con cái nó chồng nó vợ cho rồi. Có gia đình nó cha. Ở rồi. Việt Nam á. Con lớn của cô chú là bao nhiêu tuổi? Nó 32 tuổi rồi, 32 rồi. Dạ. Con nó làm ăn bên thành phố. Mà nghèo khổ thì mình nghèo. Làm cũng cái gì đó. Sống ở đây nguy hiểm không chú? Mình sống ở đây nói ngay cũng nó cũng phức tạp, ví dụ mình đậu có đậu á, có cái đậu. Còn dạ. Nữa là mình đóng ở đây làm mấy trước thì nó đỡ chút, mà năm nay thì mình đậu ở đây người ta làm cái gì, ta làm miên người kia làm áp quanh chỗ này nè, bây giờ khó đậu người ta không cho đậu. Gì mình đi đâu. Mình ở đây mình đóng mướn cái nhà rồi mình đậu ra được, chừng nào mình người ta thả lỏng á thì mình về. Dạ. Nuôi một đứa cháu ngoại nữa, mẹ nó chết. Là ngày chài cá bây giờ bán được bao nhiêu kia? Làm nghề cá này nó có bữa là 30 ngàn, 20-30 ngàn. Ghia 20 ngàn này nó khoảng tương ứng với lại 80 ngàn tiền Việt. Tiền Việt khoảng 80 ngàn. Mà nước chảy qua đánh qua chài. Đâu hôm nay hôm qua thì chú chài được cá đâu cho con xem với. Tôi đâu có đi khoảng 4-5 bữa bữa nay rồi. Đường nó chảy. Ngưng đi rồi không có đậu lê, phải đậu lên chỗ giá chài như nào mà. Mình mua cá bán cá gì. Dạ. Rồi anh ở tỉnh nào? Ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Cô chú là người Chăm. Người Chăm. Ngay chỗ An Phú, ngay chỗ cái bến đò. Bến đò Châu Giang là. Châu Giang đi qua không? Châu Giang cái đó là người Chăm, cũng người Chăm nữa. Nó có cái gì bằng Thượng Phước. Đa Phước. Dạ, Đa Phước. Tôi ở xã Nhân Hội. Dạ. Nhân Hội Bắc Đai bên này. Dạ. Giáp canh biên giới nữa. Mà bị mắc kẹt ở đây 3 năm rồi. 3 năm rồi. Mà mình đi nó có gì tụi nó tiền xe tiền dầu gì đó, nó một lần đi nó mấy trăm đô chứ mình đâu có tiền đâu mà đi. Dạ. Dòng dòng ở đây là dòng họ của dòng họ không ha? Dòng họ mà. Là lên đây làm nghề chài lưới hết. Làm nghề chài lưới hết. À. Không có người bên đây thì người bên cái này bên ở trên này, người Chăm cũng ở trên góc Campuchia này. Cái khó khăn nhất của cô chú là gì? Khó khăn là như mình làm ăn khó ở chỗ này, một hai nữa mình đậu nó không có, nó đuổi xuống không có chỗ đậu. Mình có chỗ đậu chứ mình mướn chỗ đậu thôi. Dạ. Mướn chỗ mình mướn cái nhà mình ở đâu đây nè, mướn cái nhà chỗ đó. Ừ. Mình đậu xuống được chiếc. Dạ. Bằng có cháu của con nó đậu chiếc nữa. Dạ. Còn mình không có mướn cái nhà và hai nữa chỗ này đã qua thì đã lâu mình trồng đậu, gắn đậu năm nay. Khoảng năm biết sao nữa. Mà cái ngày tôi có nhiêu ra không có làm gì hết á. Dạ. Chỉ làm ngoài cá. Dạ. Về chứ mà không có tiền gì hết. Cái trường hợp của cô chú này là một trong những cái trường hợp của người Việt Nam bị mắc kẹt tại Campuchia. Có nghĩa là muốn về nhưng mà đi đường thủy về không biết như cách nào để mà về. Dạ, thôi bây giờ con cảm ơn cô chú nhiều ha. Tụi con đi tìm hiểu cuộc sống của người Việt tại Campuchia như thế nào á. Dạ. Nơi đây là cũng là một cái cộng đồng mà người Việt sống lên đên tại đất nước Campuchia nè cô bác anh chị. Cô chú này chắc là cũng làm nghề đánh bắt á. Dạ chào chú. Ôi trời. Chân lên lên ghe với nha. Được không?
Dạ, cô chú là người An Giang luôn hả? Dạ, tiếng An Giang luôn. Dạ, con nghe cô chú nói chuyện cứng cứng hình như là dân tộc Chăm hả? Dạ, tiếng Chăm. Chăm. Dạ. Mới lên Anh lên, chứ? Ở Việt Nam mình kìa, 1 năm nữa đi làm ăn vậy hơn 5. Ừ. Nó bé mặc quần vô giùm em với. Không, em á. Ừ. Ông thích mặc hả? Anh cá nhiều dữ anh. Đây là cái các anh chị này cũng là người Chăm luôn á. Lên đây đánh bắt. Ôi cá nhiều quá trời thôi. Cho em qua đây ha. Ồ, anh mới đi chài được đó hả? Anh? Anh chài được hả? Ồ trời ơi, cá nhiều quá. Anh bắt con cá bự đó cho em xem với được không? Nhảy đi hả? Con cá này bán bao nhiêu tiền một ký? 30 ngàn kia. Con cá màu hồng nè. Dạ. Nó ngon lắm á, cho người đem đi. Cho xe cái tăng tăng nó ra dạ, như quay chuyện như anh. Con cá đen là cái gì anh? Cá đen là cá hô hay gì đúng không? Cá đen. Cá ét hả? Dạ. Ồ nhiều lắm luôn á. Này được chục ký không anh? Con cá kia giống như là cái con cá chép vậy á. Con cá chép thì thường người ta để phóng sanh á. Cái con cá đó anh cần nữa coi nó nhiêu tiền. Ví dụ như hết cái sọt cá này anh bán nhiêu tiền ta? Chắc nhiều tiền lắm. Cái đó là chắc cũng hơi nhiều, bây giờ có cá không đó anh. À. Cái đó là em chài bằng đêm hoặc bằng ngày, nó đâu được nhiêu đó. 2 ngày đây chứ. 2 ngày. 2 ngày. Rất là nhiều loại cá luôn nè, cá mè Vinh nè, đây là dòng sông này, dòng sông Mekong mà. Hết dầu 10 lít á. Na được bao nhiêu với 2 ngày. Con cá chép rất là bự. Cá leo kiến luôn kìa. Con cá chép đó là anh bán bao nhiêu tiền? Cái này em cân mà em biết. Cân thử coi. Dạ. Những cái con cá chép thì người ta thường thường ít ăn lắm. Có nghĩa là người ta thường mua để người ta phóng sanh đó. Dạ phải rồi, người ta gái cúng rồi này kia. Dạ. Ồ nó nặng quá kìa. Ở Sài Gòn, dạ, ở Đồng Tháp. Ở đây là tới đây luôn hả? Ừ. Anh ở đây em làm gì? Đi qua thăm người Việt của mình tại Campuchia như thế nào á? Dạ. Ủa mà anh có lấy cá lóc kiến không? Không, chị lấy con cá đó cân giùm em coi coi. Ôi 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 trời. Bao nhiêu tiền một ký? 30 ngàn hả? Dạ. Thôi bây giờ em mua con cá này là luôn cho chị 50 ngàn được không? Bán không? À, để em thả cho nó đi, để đâu nó chết. Ê, mở bọc rồi. Bây giờ ta sẽ coi như là có duyên với cá nha, thì sẽ phóng sanh cho ngươi được tự do, tại vì con cá này nó ấy ạ, dạ. Nó không biết là nó sao ơi. Đi rồi. Dạ. Cũng mong là một sự may mắn gì đó. Mình chỉ cứu là phóng sanh là chỉ cứu cá trên thớt thôi. Những cái con cá bự mà mình cần phải thả đi á. Còn những cái con cá nhỏ đó thì không biết bán bao nhiêu tiền, sao vườn hồ không đủ tiền á. Cũng mong là mang phước lành đến cho mọi người. Phóng sanh là một cái hình thức là mình cứu cá trên thớt. 50 ngàn, em khỏi trả giá đấy. Nó lội đi rồi, đúng không? Mai mốt nhớ gặp nó đừng có bắt nó lại giùm nha. Nha. Em là người kiếm cá mà gặp xong bắt được. Đừng trời. Bắt con đó. Sao mà em biết được? Con màu vàng vàng vậy gặp bằng vậy đừng bắt. Nhưng mà em lại đây nói chung là 3-4 năm rồi em có từng thấy cá đó. Trên Việt Nam của mình đó là nó nhiều cá đó. À. Tại ít có. À. Thôi được rồi, cũng mong là một sự may mắn nào đó em gửi cho anh chị ha. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, 50 ngàn ghi này nó khoảng 200 ngàn tiền Việt Nam á. 200 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Thì đây cũng may là gặp được cái con cá đó. Dạ. Ờ, nằm nhau mình chạy một ngày được cả 200 ngàn.
Dạ, thì con cá đó là đủ ngày rồi, đủ không? Cũng đủ nhưng mà nói chung là tiền sữa, tiền này rồi đây kia nó cũng dạ. Em nói vậy chứ cái cuộc sống mưu sinh của mình làm với nghề cá mà, thì mình gặp cá mình phải bắt thôi. Nhưng mà em thì có duyên với lại cái con cá đó, thì em coi như là cho tụi nó, cho nó còn một cái con đường sống. Em cho chị 10.000 nè, cho bé 10.000 con sữa nha, được không? Con của chị luôn hả? Hả? À, cho hai bé mua giùm em mua sữa cho bé uống nha. Dạ, gửi cho ai? À, mới mua cá rồi thôi, bây giờ em gửi cho chị 10.000 nha. Tự nhiên gặp cái con cá may à. Hồi đó giờ bắt không được luôn. Hiếm con cá đó lắm hả? Mọi sự đều nó tùy duyên hết à. Và thật ra thì mình với lại cái hai vợ chồng của anh chị này cũng đâu biết nhau rồi đâu. Dạ thôi em chúc anh chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha. Dạ cố gắng làm có tiền xong quay lại về lại Việt Nam. Rồi. Dạ. 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 Đây là Bùi Hồ muốn chia sẻ lại toàn cảnh về cái cuộc sống của người Việt tại đất nước Campuchia. Họ sinh sống, cô chú này là sinh sống với một cái nghề gọi là nghề đánh bắt cá trên sông á, thì cũng bấp bênh lắm nha. Thôi chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ chia sẻ về cuộc sống của cô chú làm nghề đánh bắt cá trên sông như vậy, để cho cô bác quý chị hiểu thêm về cái cuộc sống của người Việt tại thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia là như thế nào. Rất mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý chị một điều gì đó bổ ích, thú vị trong cuộc sống ha. Chú này đang thay đồ của bác quý chị, thấy có thể thấy là với một cái khăn chị quấn ngang cái phần thắt lưng thôi, và chú sẽ thay đồ giữa trời luôn, tại vì sống ở ngay trên những cái chiếc xuồng như thế này đó, thì đâu có nơi nào là một cái phòng vệ sinh đàng hoàng đâu. Ăn ngủ ở trên ghe, vệ sinh ở dưới sông, tắm ở dưới sông, và thậm chí là sử dụng nước sông này để nấu ăn nấu uống luôn. Và đây là một cái nơi mà thay đồ mà cô bác quý anh chị có thể thấy là cái chú này nè, giữa trời.